Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ đi vào chi tiết tổng hợp các bạn. Bây giờ mình về tô màu xong các bạn. Ui giời ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Địt. Đến linh. Bây giờ đánh đổ thế. Cái mẹ phế vào lồi con này. Để mẹ được. Ôi thua. Ây đi mẹ. Cần mẹ một phút thôi em ơi, một phút thôi. Ôi thằng đứa đâu? Thằng gì đã chê tổ phải rồi. Em mà đánh đo cái lồi mình cháu đỡ được. Gói con sọc cuốn còn đỡ được, mình cháu đỡ được, bỏ. Ôi chạy. Ui trời ơi, đéo này khỏe vậy. Ờ trầu cái lồi, à đây rồi con này rồi. Con đi yếu cái lồi. Nhanh lên ra cứu đi. Trời. Đi bè đò thì đi bè quá rồi. Chạy lên cầu lính ơi, lên cầu lính ơi. Đây còn chưa tô xong này. Ê, thôi, phê lính rồi, phê lính rồi. Đờ bài. Ui giời ơi, mẹ đen tôi mỏ luôn mẹ. Chán thật. Ba phút đây. Cần nhầm ta cái. Mẹ cái lẻ nhẹ nhiều. Về đi, không nói nhiều. Thank you.
không? Chạy gì? Chơi được rồi. Ngồi ra ngoài bơi. Đây. Bao nhiêu? 45. Như vậy thì giờ mình nghĩ đây là kết thúc nha bạn.